Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác cũng quay trở lại khu vực Đông Bắc Bộ vào buổi đêm và sáng. Trong đó, vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, phía Bắc đêm trời lạnh. Khu vực Trung Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Đặc biệt trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ mạnh và gay gắt hơn so với các năm trước. Cao điểm nắng nóng sẽ diễn ra vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 7. Nam Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, trong đó miền Đông nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C. Từ ngày 24 tháng 3, nắng nóng khả năng mở rộng ra miền Tây. Nắng nóng trên diện rộng ở Nam Bộ, đặc biệt là Đông Nam Bộ cũng khiến sản lượng điện tiêu thụ của các tỉnh thành phía Nam tiếp tục tăng cao. Do vậy, quý vị cần lưu ý tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy áp tô mát, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Đồng thời, quý vị chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng miền Đông từ 35-37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao 1-2 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m.
Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai phức tạp, dị thường đã xuất hiện như đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài với nền nhiệt thấp ở đồng bằng, vùng núi cũng như nắng nóng xuất hiện dài ngày ở khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn tăng cao hơn ở đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo cao điểm nắng nóng ở Tây Bắc Bộ vào tháng 5 đến tháng 6, Đông Bắc Bộ cao điểm tháng 6 đến tháng 7, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao điểm tháng 6 đến tháng 7, Đà Nẵng đến Khánh Hòa cao điểm tháng 7, Nam Bộ cao điểm tháng 3 đến tháng 4. Số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày nắng nóng hơn, khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao. Mới đây nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông, trong khi vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển dần. Vì vậy, nắng nóng khả năng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, một tháng tới, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc có thể cao hơn 1 đến 2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây. Cường độ nắng nóng giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 độ C đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30% đến 45%, thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 giờ đến 16 giờ. Trong đó, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh có thể ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 36 độ C đến 38 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mức nhiệt cao nhất là 35 đến 36 độ C. Bên cạnh đó, dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm với xu thế xuống dần và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,15 m đến 1,5 m. Dự báo khu vực miền Tây Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng nhiều và có nơi ở ngưỡng nắng nóng. Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo chiều với xu thế lên dần vào cuối tuần. Dự báo từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, mực nước trạm Vũng Tàu có xu hướng giảm dần, dao động trong khoảng từ 3,5 m đến 3,6 m. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần đến giữa tuần sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 3 năm 2023. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô các năm 2015, 2016, 2019 và 2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3. Tại các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo độ mặn xâm nhập sâu trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.